Ôi trời ơi, lúc nãy là phát cái phim cho các bạn, thế là nó bị dính bản quyền. Thế nó bị dừng like luôn. Trời ơi. Buồn. Thôi chúng ta vào học luôn nhỉ. Vào học luôn nhá. Thế đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng rồi, các bạn comment sẵn sàng để thầy bắt đầu luôn cái buổi học ngày hôm nay nào. Ôi trời ơi, lúc nãy là phát cái... sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Hôm nay các bạn sẽ học cái phần tiếp theo của buổi trước. Buổi trước là thầy đã dạy cho các bạn hết cái phần khoảng cách rồi. Khoảng cách từ điểm đến mặt này, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này. Hôm nay thì các bạn sẽ sang cái phần góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng. Đúng không? Rồi góc giữa đường với cả mặt. Đấy, chúng ta sẽ có 3 bài nhá. Đây này, các bạn thấy không? Quất luôn 3 bài hôm nay, góc giữa hai đường thẳng này. Đấy, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng này và góc giữa hai mặt phẳng, 3 bài liền đấy các em ạ. Nên hôm nay nó khá là căng, khá là căng. Nên các bạn tập trung nhá. Sẵn sàng chưa các em ơi? Sẵn sàng rồi đúng không? Thấy ở sẵn sàng rồi mà không thả tim, thả lại cái tim nào, thả tim nó mạnh mẽ lên. Các bạn mà không thả tim mạnh mẽ thì không có tình yêu đâu mà nó dạy học cả. Đấy, like nó cuồng nhiệt như này các bạn thấy không? Like cuồng nhiệt. Ba bài liền cho các bạn. Thế mà không được một cái tim thì quá buồn. Ba bài nhá, chúng ta like ba bài nhá. Yêu gì toàn yêu fake, các bạn toàn yêu kiểu pha ke thôi, yêu mà không thả tim thì yêu làm cái gì. Vô phần. Rồi bạn nào trong nhóm thì nhớ tag bạn bè của mình vào luôn giúp thầy nhá, để thầy còn bắt đầu luôn buổi like. Mày cái thằng Phúc Lộc cứ bảo tao fake là thế nào nhỉ? Rồi, bắt đầu nha. Sẵn sàng này, thì bắt đầu. Đầu tiên ấy, thầy sẽ phải nói qua cho các bạn một chút về hai cấp độ đề ở trong cái phần góc. Phần góc hầu như ở trong phần đề các bạn ấy, nếu mà người ta đề bài nào, đề thi đại học nào hay đề học kỳ nào, người ta sẽ chỉ hỏi các bạn một câu thôi, liên quan đến phần góc thôi. Một câu đấy nó sẽ, nếu mà nó đã hỏi thì nó có hai trường hợp thôi. Một là dễ vô cùng luôn, hai là nó khó vô cùng luôn. Thì tất cả những cái bài góc nó khó vô cùng luôn như thế. Đòi hỏi là các bạn ngoài cái phần kiến thức cơ bản ra, các bạn cần phải nắm vận dụng rất là nhiều kiến thức về hình học phẳng. Tuy nhiên thì nhiều bạn thì cái phần hình không không chỉ các bạn mất góc hình không gian mà các bạn còn mất góc hình phẳng. Và trong vòng vài buổi thì thầy không thể nói hết cho các bạn cái phần hình học phẳng được. Nhưng đấy, thầy sẽ vẫn dạy các bạn cái cách để các bạn xử lý những cái bài góc nó siêu khó. Nó siêu khó. À, cũng chỉ là một dòng thôi. Thì cái phần đấy học kỳ 2 thầy sẽ dạy các bạn nhá, học kỳ 2 thì dạy các bạn đó là tính khoảng cách hay tính góc cả những bài nó siêu khó bằng một dòng thôi. Được chưa? Còn hiện tại tất cả những cái phần góc ở trong hình không gian ở đề thi đại học đấy, thầy có thể mở đề cho các bạn xem qua một chút. Là nếu như người ta hỏi các bạn ấy thì người ta sẽ thường là bám vào cái phần góc để nó ẩn dữ kiện đi. Ẩn dữ kiện đi là cái gì? Ẩn dữ kiện đi là người ta sẽ ẩn cái phần
đường cao, ẩn cái cạnh đáy đi hay là cạnh bên đi để các bạn làm bài khó khăn hơn, thì lúc đấy người ta sẽ phải lồng một yếu tố góc vào, thì bắt buộc là các bạn phải tốt được cái yếu tố là tìm được góc cho không gian thì em mới làm được cái bài toán hình không gian, nếu không thì các bạn vứt đi hết cả bài. Tức là các bạn phải biết được phần góc thì các bạn mới làm được đấy. Vậy thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là những cái câu hỏi, dạng câu hỏi gì mà đề thi đại học người ta hỏi các bạn, được chưa, người ta hỏi các bạn, và cái hướng để xử lý sao cho nó nhanh gọn lẹ và nó chính xác tuyệt đối, chính xác tuyệt đối, thì thầy sẽ nói cho các bạn trong buổi hôm nay. Mà buổi hôm nay thầy sẽ nói cho các bạn ba dạng liền: góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường với mặt, và góc giữa ở hai mặt phẳng nhá. Đây, thầy cho các bạn xem qua một chút về các loại góc ở trong không gian thì nó như thế nào. Đấy, góc góc giữa hai đường thẳng này. Đấy, trong năm nay có góc giữa hai đường thẳng này. Được chưa? Góc này. Góc giữa đường với mặt này. Mặt đáy này, cạnh bên và mặt đáy này. Các bạn thấy không? Rồi. Góc đây, cạnh bên và mặt đáy này. Được chưa? SB và ABC này. Góc giữa hai đường thẳng này. Bài hôm nay chúng ta học đấy, góc giữa hai đường thẳng này. Để minh họa này. Rồi, góc giữa đường với mặt đáy này, cạnh bên và mặt đáy. Tất cả những cái dạng này thầy đã liệt kê hết cho các bạn ra rồi. Nói chung là bởi vì thầy đã nghiên cứu cái đề của bộ rất là kỹ nên thầy sẽ biết được là người ta hỏi như thế nào, và thầy sẽ dạy cho các bạn để các bạn có thể xử lý được các cái bài toán như thế nó gọn gàng nhất có thể. Rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu nhá. Mỗi bạn comment một cái câu bắt đầu để thầy bắt đầu cái bài số 5 luôn, là góc giữa hai đường thẳng cho thầy nào. Comment bắt đầu giúp thầy. Comment bắt đầu nào. Rồi, bắt đầu nhá. Đầu tiên là góc giữa hai đường thẳng này. Góc giữa hai đường thẳng. Góc giữa hai đường thẳng D1 và D2. Hai đường thẳng này thường ấy là hai đường thẳng chéo nhau người ta mới hỏi các bạn, còn hình học phẳng thì góc tìm nó quá tầm thường rồi. Thì bây giờ người ta muốn tìm góc giữa hai đường thẳng D1 và D2 như hình vẽ, thì nói ở đây. D1 và D2. Như hình vẽ. Tại góc giữa D1 và D2. D1 đây, màu vàng này, D2 đây. Hai đường chéo nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra giúp thầy là đường thẳng D1' và đường thẳng D2' sao cho D1' song song với D1 và D2' nó song song với thằng D2. Và hai đường thẳng D1' và D2' cách nhau từ điểm O, thì góc giữa hai đường thẳng D1 và D2 được chuyển thành góc giữa D1' và D2'. Được chưa? Rồi. Và góc ở đây người ta quy ước góc giữa hai đường thẳng luôn luôn là góc nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ, từ 0 đến 90 độ. Được chưa? Còn nếu mà góc nó lớn hơn 90 độ như này này, các bạn phải lấy 180 độ các bạn trừ đi. Thì bây giờ cái phương pháp để xác định góc giữa hai thằng chéo nhau, các bạn có hai cách. Một là các bạn sẽ tìm ra hai thằng A phẩy và B phẩy song song và cắt được. Hai, các bạn chỉ cần tìm một thằng thôi. Ví dụ đây thầy thấy tìm góc giữa A với cả B, thì tìm ra thằng B phẩy sao cho B phẩy nó phải song song với cả B và nó cắt được thằng A, thì góc giữa A và B phẩy, A và B nó chính là góc giữa A và B phẩy. Nhá, góc giữa hai thằng chéo nhau. Thì để tính góc giữa hai thằng chéo nhau thì thường người ta sẽ đẩy nó vào trong một cái tam giác thường hoặc là một tam giác vuông. Thì ở trong một tam giác thường ấy thì các bạn sẽ sử dụng định lý hàm số sin hoặc là định lý hàm số cos để các bạn làm. Thường ấy thì người ta sẽ sử dụng định lý hàm số cos để người ta tính. Thì định lý hàm số cos là cái gì? Ở đây thầy sẽ nói cho các bạn định lý hàm số cos lại một chút. Định lý hàm số cos như sau. Ở đây thầy có một tam giác ABC. Thầy có một tam giác ABC. ABC. Rồi, thì góc đối diện góc A cạnh là cạnh A, góc đối diện của B là cạnh B, góc đối diện cạnh C là cạnh C. Rồi, bây giờ người ta muốn tính thằng A thì A bình phương ấy, đấy, nó sẽ bằng hai cạnh hai bên bình phương. Hai cạnh hai bên bình phương cộng với nhau trừ đi hai lần thằng đó nhân cả cốt góc xen giữa, cốt góc A. Cốt góc A. Được chưa? Tức là A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2BC nhân cos góc xen giữa là cos góc A. Tương tự, các bạn tính B bình thì các bạn lấy hai cạnh bên thôi. Là gì? Là A bình cộng C bình trừ đi 2AC nhân cos góc xen giữa. Đấy là định lý hàm số cos. Còn đối với cái tam giác
vuông thì các bạn dùng xin cốt tang, xin đi học cốt không hư, tang đằng kết cô tang kết đoàn thì các bạn quá quen rồi. Thì thầy chỉ muốn các bạn nhớ lại giúp thầy cái phần định lý hàm số cốt. Đấy, để các bạn ứng dụng trong một tam giác thường, các bạn vẫn làm được nó ngon lành nhá. Làm ngon lành. Được chưa? Rồi. Làm ngon lành, đây là lý thuyết cho các bạn. Thứ hai là các bạn sử dụng tích vô hướng để tính góc. Tích vô hướng thì các bạn phải biết được là hai vectơ chỉ phương của thằng A với thằng B là bằng bao nhiêu. Thì ở đây giả sử cốt góc giữa A và B nó bằng là trị tuyệt đối của tích vô hướng chia cho tích độ dài, cái công thức lớp 10, nhưng mà thực ra chúng ta sử dụng công thức này nó rất là ít. Rất là ít nhá, rất là ít. Bây giờ chúng ta cùng đi vào các ví dụ. Nào, ví dụ số 1. Cho hình chóp SABC có SA bằng SB và bằng SC. Góc ASB bằng góc BSC bằng góc CSA. Xác định góc giữa SA và BC. Ok, cái chóp này ở đây đích thị nó phải là cái chóp gì rồi? Nó phải là cái chóp đều rồi. Được chưa? Chóp có cạnh bên góc đáy và chóp đều. Bởi vì chúng ta đã có SA các cạnh bên bằng nhau đây này, ta vẽ hình nó ra. Vẽ hình ra nhá. Đây thầy có vậy là A, B, C. Thì chóp đều thầy sẽ dạy các bạn cách vẽ là lấy 2 phần 3 đúng không em? Chia tỉ số 2 phần 3. Được, kẻ thẳng đứng lên thôi. S nằm ở đây. Rồi bắt đầu chúng ta nối thằng này vào. Nối vào. Rồi, ô đây. Vậy nên đứt vào nhé. Rồi, đây là M này. Người ta cho các bạn là SA bằng SB bằng SC. Đấy, SA bằng SB bằng SC. Các bạn thấy không? SA bằng SB bằng SC. Rồi. Và ASB, góc A, SB. Góc một sẽ là cây này nó bằng nhau. Đấy, bằng BSC, bằng CSA, góc mặt phía sau. Rồi. Vậy thì người ta hỏi các bạn góc giữa SA và BC là bằng bao nhiêu? Các bạn comment cho thầy luôn đáp án câu này là đáp án gì? SA và BC bằng bao nhiêu? SA và BC. Và BC. Chóp đều đấy. Các mặt bên của chúng ta đều là tam giác cân. Được chưa? Thì các góc ở đỉnh nó giống nhau. Và các cạnh bên bằng nhau nữa. Đây là chóp đều rồi. Và ở đây chúng ta từ sự kiện giả thiết. Từ giả thiết các bạn suy ra. Từ giả thiết. Suy ra ngay. SABC là chóp đều. Được chưa? Chóp đều. Cạnh bao nhiêu không cần biết. Bây giờ người ta hỏi các bạn góc giữa SA và BC bằng bao nhiêu? Thầy thấy có bạn vì thiếu 1C rồi. Nguyễn Nhài 1C, Nguyễn Linh 1C, chính xác 1 là C. Góc 90 độ chính xác. Bởi vì thầy đã dạy các bạn cái cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Các bạn nhận ra ngay BC của game ấy, nó đang vuông góc với mặt phẳng chứa SA, đó là mặt phẳng SA gì? SAO hay SAM cũng được. Đúng không? SA O cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ có BC hiển nhiên vuông góc với SO rồi, là đường cao. Thứ hai, nó vuông góc với đường A gì? AO. AO là đường cao vuông góc với cả thằng BC mà. Vậy thì hiển nhiên là khi BC vuông góc mặt phẳng này thì BC các bạn ấy nó cũng vuông góc với cả gì? SA. Bởi vì do gì? Do SA của các bạn ấy nó đang nằm ở trong mặt phẳng SAO. Đấy, đường vuông góc với một mặt nó sẽ vuông góc với mọi đường trong mặt đó. Đáp án cần chọn là đáp án C, rất tốt. Được chưa? Tưởng là khó nhưng nó rất là dễ thôi. Rồi thì xong câu 1 nhá. Câu 1 các bạn hiểu chưa? Hiểu rồi các bạn comment GG cho thầy. Hiểu rồi comment GG.
Rồi thầy sang câu ví dụ số 2 các em nhá. Ví dụ số 2. Cho hình hộp ABCD. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Giả sử tam giác A, B phẩy, C và A phẩy, C phẩy, D đều có 3 góc nhọn. Góc giữa AC và A phẩy D là góc nào? Hình hộp đúng không? Ta sẽ vẽ hình hộp ra nhá. A, B phẩy C. Rồi. Và cái góc A phẩy C phẩy D rồi A phẩy C phẩy D đều có ba góc nhọn, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính góc giữa hai đường thẳng AC và A phẩy D. AC và A phẩy D, AC đây đúng không? AC và AC AC và A phẩy D, A phẩy D. Rồi các bạn xem đáp án là đáp án gì nào. Ủa các bạn đã comment 2B rồi, rất tốt, 2B rất tốt. Có bạn nào nữa không? Không có đúng không? Rồi các bạn comment rất là chuẩn rồi đấy. Thì các bạn nhận ra này, thầy dặn là góc giữa hai đường thẳng chéo nhau thì thầy chỉ cần là tịnh tiến sao cho nó song song và nó cắt là được. Ví dụ đây là hai đường thẳng A và đường thẳng B, thì thầy chỉ cần tìm ra một cái đường thẳng A phẩy sao cho nó song song với A và nó cắt được thằng gì thôi, cắt được thằng B là xong. Được chưa nhỉ? Thì góc của nó nằm ở đây. Thì các bạn nhận ra là AC của mình thì song song với A phẩy C phẩy. Vậy thì ở đây thầy có là gì? Có AC thì song song với cả A phẩy, C phẩy. Nên suy ra ấy, cái góc giữa A phẩy, AC và cái thằng A phẩy D nó cũng chính là cái góc giữa A phẩy, C phẩy và cái thằng A phẩy D luôn. Thì các bạn thấy ngay nó đang chung nhau cái điểm gì? Điểm A phẩy đây này. Thì góc chắc chắn là nằm ở A phẩy rồi. Là gì? D, A phẩy và C phẩy. Đáp án cần chọn là đáp án B. Để kết thúc bài toán. Nha. 2B. Các bạn đã rõ chưa? Đấy, nó chung nhau một cái điểm là giao điểm chung đấy, là cái điểm A ở trên đây này, cái góc của nó ở A chỗ này này. Nó nhỏ đây này. Rồi, thầy kết thúc câu ví dụ số 2 nha. Ví dụ số 3 nào. Cho tứ diện OA BC, OA OB OC đôi một vuông góc với nhau. Rồi, tứ diện đôi một vuông góc với nhau. Đôi một vuông góc với nhau tại O rồi,
thì hiển nhiên là các bạn thấy ngay là vuông tại U. O này, A này, B này, C. Người ta hỏi các bạn là góc giữa OA và BC bằng bao nhiêu? OA và BC. Rồi, OA, BC. Các bạn comment luôn cho thầy nào. OA và BC bằng bao nhiêu? Rồi, thầy chào các em. Đấy. Mình bây giờ là đã cái phần chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng thầy đã dạy các bạn rất kỹ như thế rồi. Ở buổi số mấy? Buổi số 1 luôn đấy. Không có lý do gì mà các bạn không có lý do gì mà không làm được câu này. Đúng rồi, cà rốt là D. Ở đây mình sẽ có là OA và BC đúng không? Các bạn thấy ngay OA mình đang vuông góc với cả thằng BC mà. Bởi vì OA nó vuông góc với cả mặt phẳng OBC. Do đó vuông góc với hai đường. Thứ nhất là đôi mù vuông góc với nhau thì OA vuông góc với OB chưa? Và OA vuông góc với OC không em? Đôi một mà. Vậy thì từ đây suy ra OA của mình ấy hiển nhiên nó sẽ vuông góc với thằng gì? BC. Do ông BC của các em nó đang nằm ở trong mặt phẳng OBC. Dễ như ăn kẹo luôn. Đáp án D. Nha. Đáp án D. Câu này một dòng. Tiếp theo. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là tam giác đều. Góc giữa AB và CD là bằng bao nhiêu? Tứ diện. Nào A B C đúng không? Tứ diện ABCD thì cho BCD nằm ở dưới đi. BCD nằm dưới B CD. Rồi, tam giác ABC và ABD đều là tam giác đều. Rồi thầy sẽ cho thằng A này. Được chưa? Rồi, A đây. Người ta hỏi các bạn là góc giữa AB và CD bằng bao nhiêu? AB và CD. Câu này quá đơn giản thôi. Đấy. Tam giác đều nhé. Tam giác đều. Đố biết câu này đáp án là gì? Nào, câu 4 đáp án gì nào? Bây giờ thầy không vẽ hình ra hết nhá. Thầy chỉ vẽ nhẹ thôi nhá. Đấy. Thì các bạn cũng phải comment được đáp án cho thầy là đáp án gì rồi. Được chưa? AB với CD bằng bao nhiêu độ? Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhá. Đây tam giác đều. ABC tất cả đều giống nhau hết, đúng không? Các cạnh bên bằng nhau chưa? ABC và ABD đều là tam giác đều mà, nên các cạnh bên mà cạnh đấy nó bằng nhau. Vậy đây đích thị nó là gì em? Là tứ diện đều. Vậy từ giả thiết các bạn sẽ suy ra ngay ABCD là tứ diện đều. Tứ diện đều. Mà tứ diện đều ấy nó chính là cái thằng chóp đều của chúng ta. Thì cái đường cao của nó sẽ nằm ở trên gì em? Nằm ở trên nằm ở trên cái thằng này. Đường cao sẽ đi qua trọng tâm. Được chưa? Vẽ như chóp đều luôn. Vẽ giống hệt thằng chóp đều. Mà vẽ giống hệt chóp đều thì đáy là tam giác đều rồi. Cân ở đây. Cân ở B thì suy ra vuông ở M. Vậy thì các bạn sẽ thấy ngay là AB của em và CD của mình đang vuông góc với nhau. Lù lù ra đấy. Bởi vì CD đang vuông góc với mặt phẳng ABO. Nó đang vuông góc với hai đường. Một đường là đường cao AO. Hai là đường BO. Được chưa em? Vậy thì từ đây thầy giáo suy ra cho các bạn là CD của các bạn sẽ vuông góc với AB. Do cái ông AB này. Ông nó như nào em? Đang nằm ở trên, nằm ở trên, nằm ở trên đâu, nằm ở trên cái mặt phẳng ABO. Rồi vậy góc 90 độ thôi, đáp án D nhá, 4D. Rồi thầy sang câu ví dụ số 4, thầy sang câu ví dụ số 5 nhá, thầy sang câu 5. Câu 5 cho anh lập phương tìm góc giữa AC và DA1. Anh lập phương.
Xong hôm nay mình quất luôn cái đề đại học năm vừa rồi luôn, xem xử lý nó như thế nào. Rồi. Ở ta có đơn mà là A này, B này, C này, D. A1 đúng không? Người ta không gọi A phẩy là A1, B1, C1 và D1. Người ta hỏi các bạn là góc giữa AC, AC và cái đường DA1. DA1. Rồi, ok. Rồi, góc giữa hai mũ này bằng bao nhiêu? Góc giữa hai mũ này bằng bao nhiêu? Ai à, các bạn đã comment là 5C rồi à? Ngon quá nhờ. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa luôn câu này. Các bạn làm nhanh quá. Phải chữa luôn cho đỡ mất thời gian của các em. Thì bây giờ người ta đang hỏi góc giữa AC và A1D. Đúng không? Thì em nhìn xem ấy, có cái đường nào mà song song với cả AC nhưng mà nó lại cắt được cái thằng A1D hay không? À, có đúng không em nhỉ? Có. Nó là đường gì em? Nó là đường A1C1. Đấy, đường A1C1 song song với AC này. Thì góc các bạn nằm ở đây. Chuẩn chưa? Đấy. Ngọt ngào ngay. Vậy ta đang có AC song song với cả A1C1. Nên thầy giáo suy ra được ngay góc giữa AC và A1D để mà người ta đang hỏi các em, nó chính là góc giữa A1C1 và đường A1D. Nó là góc gì em? Là góc D A1C1. Chuẩn chưa? Rồi, thì góc này các bạn sẽ tính toán nó bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Các bạn đều có mấy đáp án C. Tại sao đáp án C? Chúng ta sẽ chứng minh thật nhanh mà không cần phải tính toán gì cả. Bởi vì tất cả các mặt của hình lập phương nó đều là hình gì? Đều là hình vuông. Đúng không? Đều là hình vuông. Mà C1D các bạn thấy nó là nửa đường chéo. À, là đường chéo của hình vuông. Một đường chéo. A1C1 cũng là đường chéo của hình vuông. A1D cũng là đường chéo của hình vuông. Ba thằng này là ba đường chéo. Vì ở đây là A1C1 bằng A1D bằng C1D bằng đường chéo của mặt bên. Đúng không? Đường chéo của các mặt hình vuông. Vậy thì suy ra cái tam giác này là tam giác gì rồi? À, là tam giác đều. Mà đã là tam giác đều ấy, thì suy ra các góc nó đều là bao nhiêu? 60 độ. Nên suy ra ở đây góc DA1C1 nó là bằng 6 sao. Đáp án chọn là C. Các bạn làm rất là tốt. Good job các em. Ngon đấy. Các bạn đã hiểu câu này chưa nhỉ? Hiểu câu này rồi các bạn comment H5 giúp thầy nhá. Hiểu câu này rồi comment H5. H5. Rồi, H5. Bây giờ thầy sang một câu tiếp theo. Đây là đề thi năm 2021. Đấy, đề các anh chị 2K3 vừa thi xong. Mình quất luôn câu này. Trong cả đề thi vừa rồi nó có đúng một câu về góc giữa hai đường thẳng như này thôi. Cho lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Ok, lăng trụ đứng. Rồi. A,
B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Rồi, có tất cả các đều bằng nhau và A phẩy B và C, C phẩy bằng bao nhiêu? Rồi, các cạnh đều bằng nhau. Được chưa? Các cạnh đều bằng nhau hết. Và bây giờ ta hỏi góc giữa A phẩy B và cái thằng C, C phẩy bằng bao nhiêu? Rồi, các bạn thử comment thầy xem đáp án là đáp án gì nào. Tính toán xem là thầy cho các bạn 1 phút thì các bạn làm câu này. Dễ không ấy mà. 1 phút, câu này thực ra là làm có 10 giây ra đáp án. 1 phút bắt đầu. Mình đưa mắt mình liếc. Rồi, đưa mắt mình liếc. Đấy, thằng nào mà hay liếc gái thì các bạn sẽ làm với câu này nó nhanh thôi. Đấy, hay bạn nào hay tia dai đấy, nhìn câu này nó rất là nhanh. Bởi vì các bạn sẽ thấy ngay ấy, là có cái đường nào song song với C, C phẩy mà cắt được A phẩy B em nhỉ? Nó là đường A phẩy lù lù ra đấy là đường nào? Đây này. Thấy không? Là A phẩy. Ok, các bạn có A phẩy của em nó đang song song với cả C, C phẩy. Nên suy ra góc giữa A phẩy B và C, C phẩy đó chính là góc giữa A phẩy B và thằng A phẩy A. Được chưa? Góc ở đâu? Góc ở A phẩy đây nè. Vậy thì suy ra ở đây cái góc của các bạn là A phẩy và B. Góc luôn nằm ở A phẩy. Ngon chưa? Bây giờ góc của nó là góc này. Tính thằng này như thế nào? Thì bây giờ người ta nói cho các bạn một cái dữ kiện là có tất cả cạnh đều bằng nhau. Vậy thì đặc biệt hóa luôn cho nó nhanh. Một kỹ thuật rất quan trọng trong việc giải trắc nghiệm đó đặc biệt hóa. Các bạn đặc biệt hóa luôn A phải bằng 1 nhá. Thì AB bằng 1 nhá. Đúng không? Vậy đây là tam giác gì? Vuông cân. Chuẩn đấy chưa? Vuông cân. Mà vuông cân ấy thì suy ra góc này bằng bao nhiêu? 45 độ. Hết bài. Đáp án A. Cạnh đều bằng nhau mà. Câu 1 đáp án A. Hết bài. Dễ không? Dễ như ăn kẹo luôn còn gì nữa. Nha, đáp án A. Đấy, đề thi đại học cũng thế thôi, cái gì đâu. Đấy, trong năm vừa rồi đấy. Năm 2020 thì nó không hỏi góc giữa hai đường thẳng mà nó hỏi góc giữa đường với mặt. Rồi. Xong nhá. Rồi, thấy sang cái dạng tiếp theo. Dạng tiếp theo cho các em. Đó là cái góc giữa đường thẳng với cả mặt phẳng. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Rồi góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì như thế nào? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ có như sau. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì người ta cũng quy ước là nó góc này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Trong trường hợp các bạn tính lớn hơn 90 độ thì các bạn phải lấy 180 các bạn trừ đi. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ có một cái thầy cho các bạn một cái công thức. Một cái công thức để các bạn giải góc giữa đường thẳng và mặt phẳng như sau. Thầy có một cái đường thẳng là đường thẳng D như hình vẽ. Đường thẳng D. Thầy có một mặt phẳng alpha. Thầy muốn tìm góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng alpha thì làm như sau. Bước 1, thầy xác định giao điểm giữa cái đường thẳng này và mặt phẳng là gì? Đó là thằng O, đúng không? Thằng O giao điểm. Bước 2, thầy tìm hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng. Hình chiếu ở đây là rằng là hình chiếu nó trên cái bóng ấy, nó hạ xuống thì hình chiếu của AO nó chính là thằng HO. Được chưa? Thì cách để tìm hình chiếu cực kỳ đơn giản, đó là từ điểm A các bạn kẻ một đường vuông góc xuống mặt phẳng giúp thầy. Cái đường vuông góc này này nó chính là cái gì em? Nó chính là cái yếu tố khoảng cách đấy, từ điểm A đến mặt phẳng alpha. Thì tại sao thầy lại phải dạy cái khoảng cách trước? Dạy góc nó có dụng ý cả em ạ. Đấy, nên thầy xếp lại như thế này thì nó mới logic được. Chứ các bạn nhiều bạn là học góc xong học khoảng cách các bạn thấy bị đơ ấy. Được chưa?
Rồi. Bây giờ bước 2 đã xong. Bước 3, tìm góc giữa đường thẳng mặt phẳng thì góc đó là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó. Đường thẳng là AO, hình chiếu là HO thì góc của nó chính là AHO. Xong chưa? Hay thầy đúc kết thành một công thức như sau. Đó là các bạn dùng đỉnh, dùng giao điểm và dùng chân đường cao. Công thức đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Góc luôn luôn nằm ở giao điểm. Góc luôn nằm ở giao điểm. Nhớ chưa? Góc luôn nằm ở giao điểm. Nhớ nhá, góc luôn nằm ở giao điểm. Ok. Và đây các bạn sẽ muốn tính góc này, các bạn cũng sử dụng định lý hàm số sin, định lý hàm số cos bình thường thôi. Nhớ nhá, sin và cos bình thường thôi. Thì các bạn nhớ xác định 3 thứ: đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Cả lớp cùng comment cho thầy từ khóa đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Cả lớp comment cho thầy nào. Đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Đỉnh, giao điểm, chân đường cao. Cả lớp comment cho thầy nào. Đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Nhớ comment đúng từ khóa nhé. Các bạn nhớ từ khóa thôi. Công thức này của thầy thôi là tự nhiên các bạn sẽ làm được bài. Đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Rồi, rất tốt. Thầy quất luôn cho các bạn, thầy quất luôn cho các bạn. Dùng công thức này nhá, quất luôn đề thi đại học luôn, đề thi chính thức của năm 2020. Trong năm 2020 thì nó hỏi câu góc là câu này. Thì người ta cho các bạn hình chóp LABC, có đáy ABC là một tam giác vuông tại B. Ok, vuông tại B. AB thì bằng A nhỏ, BC các bạn là bằng 2A nhỏ và SA góc với đáy SA bằng căn 15A nhỏ. Rồi, người ta hỏi các bạn là góc giữa SC và mặt đáy là bằng bao nhiêu? SC đây và mặt đáy tức là mặt phẳng ABC, góc giữa SC và mặt phẳng ABC. Nào, công thức đỉnh, giao điểm và chân đường cao mình xác định nhá. Đỉnh ở đâu? Đỉnh ở S, đỉnh này, đỉnh này. Giao điểm ở đâu? ABC thì các bạn thấy nó giao nhau tại đâu? Giao nhau tại C, lù lù qua đấy chứ còn gì nữa. Giao nhau tại C, đây là giao, đúng không? Đỉnh này, đây là giao điểm. Giao điểm. Chân đường cao nằm ở đâu? Đây là thằng A, chân đường cao, hạ xuống, chân đường cao. Đúng công thức chưa? Vậy các bạn quất luôn, góc của bạn là góc SCA. Là góc SCA luôn. Không cần nghĩ nhiều, cứ dùng công thức cho thầy. Được chưa? Rồi, tính góc này thì các bạn sẽ dùng trong tam giác vuông SAC. Tam giác vuông SAC. Thì tính góc này các bạn sẽ thấy ngay là thầy đã biết được cạnh đối diện của góc này rồi, đó là thằng SA. Được chưa nhỉ? Pythagore, ông này bằng 2, ông này là bằng 1 thì ông này là căn 5. A nhỏ, căn 5 A nhỏ. Xong chưa? Vậy thì đây các bạn dùng đối, biết cạnh đối rồi và biết cạnh kề rồi, đối đây. Đây là thằng kề các em. Đối và kề em dùng gì? Dùng tang chứ dùng cái gì? SCA. Tang đoàn kết đối trên kề là SA chia cho thằng AC. Vậy thì ở đây SA là căn 15 A nhỏ, AC là căn 5 A nhỏ. Kết quả là còn căn 3. Vậy xít tang của căn 3 thì SCA các bạn là bằng 60 độ. Tang 60 là căn 3, đáp án C. Một dòng. Ngon chưa? Đúng công thức nhá. Đỉnh, giao điểm và chân đường cao. Các bạn thấy có easy game không? Đối và kề dùng tang. C nhá. Đấy, đúng công thức. Tuy nhiên thì thầy phải nói thêm cho các bạn như này. Không phải lúc nào các bạn cũng nhìn đỉnh, giao điểm và chân đường cao nó dễ dàng như này đâu. Không phải lúc nào các bạn nhìn dễ dàng đâu. Bởi vì có những cái bài ấy, nó sẽ không cho các bạn cái phần cạnh bên và mặt đáy, mà nó sẽ hỏi các bạn là góc giữa cạnh bên và mặt đứng. Rồi các bạn tìm góc nó sẽ khó hơn rất nhiều. Khó rất nhiều. Nào. Bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn những cái trường hợp như thế. Thì các bạn sẽ xử lý như nào? Đây rồi. Đây là bộ bí kíp thầy đã dành cho các bạn. Và các bạn thuộc cái đoạn này, các bạn thành pro max luôn. Nhớ nhá, nhớ cao lại màn hình đoạn này nhá.
và tờ đề ở trong app thì ghi cho các bạn tờ đề rồi, các bạn tải tờ đề trên app xuống và bạn in nó ra. Được chưa? Ở đây thầy đang lấy ví dụ như sau. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Đây là ví dụ. Người ta hỏi các bạn có ba cái loại góc, người ta sẽ hỏi các bạn góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Một số trường hợp hay gặp này. Thứ nhất là góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Đúng công thức thôi. Đỉnh giao điểm trên đường cao thì cái phương pháp thật nhanh là gì? Từ giao điểm, các bạn sẽ giao điểm rồi, nối vào chân đường cao. Thế là hết bài. Từ giao điểm nối vào chân đường cao là sao? Cạnh bên và mặt đáy. Thầy lấy ví dụ cho các em. Ví dụ nó hỏi các bạn là góc giữa SB và mặt phẳng ABCD. SB đâu? SB của em đây. Từ giao điểm SB và đáy ABCD thì chung giao điểm B rồi. Ok, giao điểm ở B. Nối vào chân đường cao, phương pháp chưa? Nối chân đường cao là A, nối vào A. Vậy góc các bạn là góc SBA. Đấy, góc giữa SB và đáy mà, SBA. Ok chưa? Tương tự góc giữa SD và đáy. SD và đáy. À, góc SD và đáy thì SD và đáy giao điểm ở đâu? Ở D. Vậy giao điểm ở D, nối vào chân đường cao, nối vào thằng A. SDA. Xong chưa? Tương tự SC và đáy là SCA, SM và đáy là SMA. Xong còn nào? Nghĩ ngợi nhiều làm cái gì? Thấy nhanh không? Đấy, đây là phương pháp nha. Tiếp tục. Loại tiếp theo là góc giữa cạnh bên và mặt đứng. Thấy chưa nhỉ? Rồi. Góc giữa cạnh bên và mặt đứng. Cạnh bên và mặt đứng thì các bạn phải phân biệt được mặt đứng là thằng này. Thì bây giờ mặt đứng của chúng ta là cái mặt phẳng ấy mà nó chứa cái đường cao. Cái này thầy đã nói ở cho các bạn ở trong cái phần khoảng cách cấp độ số 1 rồi. Mặt đứng là mặt chứa đường cao, SA vuông góc với đáy này. Thì ví dụ người ta hỏi các bạn là góc giữa SC và SAB là thằng nào? SC của các em là cạnh bên. Đó, cạnh bên đây, SC. Mặt đứng của em là mặt phẳng SAB. SABB là mặt đứng do nó chứa đường cao SA. Em thấy không? Đó, SAB. Thì bây giờ để tìm góc thì các bạn sẽ làm cho thầy một cái phương pháp như sau. Từ điểm còn lại. Điểm còn lại ở đây là giao điểm ở S rồi. Điểm còn lại là điểm này này. Điểm còn lại là thằng C. Được chưa? Đấy, không phải giao điểm. Được chưa? Không phải giao điểm. Từ điểm còn lại. Các bạn sẽ kể cho thầy từ điểm còn lại. Kể đường thẳng vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng là xong. Thì em nhìn điểm còn lại là điểm C rồi. Kể vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Mặt đứng ở đây, cạnh đáy là AB. Thì kẻ vuông góc vào nó chính là từ đâu? Từ C, các bạn kẻ nó vào. Từ C, các bạn kẻ vuông góc với cạnh đáy, nó chính là vuông góc tại B. Thấy không? Vậy góc các bạn là góc. Góc luôn luôn nằm ở giao điểm là CSB. Góc của các bạn nằm ở đây. CSB. Các bạn thấy chưa? Một ví dụ nữa cho các em. Nhá. Quảng Khương, em đi ngủ thầy ơi. Xin lỗi em bị block ra khỏi nhóm luôn. Thầy đã bảo trong livestream của thầy cấm nói từ buồn ngủ hay đi ngủ. Các bạn cứ đi ngủ đi. Rồi, thầy cấm em luôn ra khỏi nhóm nhá. Không, block vĩnh viễn. Rồi. Tiếp tục này, góc giữa SC và mặt phẳng SAD. SC và SAD. Rồi, vào học không học toàn ngồi đi cưa gái. Rồi thầy tiếp tục này. Góc giữa SC và thằng SAD. SC và SAD. Cái phương pháp là gì? À, từ điểm còn lại kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. SC đâu? SC đây. Và SAD, SAD thì giao nhau ở đâu? Giao nhau ở S, nên góc chắc chắn nằm ở S rồi. Góc phải nằm ở S. Vậy từ điểm còn lại từ điểm C kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Cạnh đáy của mình ấy nó chính là ông gì? Ông AD này. Được chưa? Thì từ C kẻ một đường vuông góc với AD nó chính là thằng CD. Thấy không em nhỉ? Là thằng CD. Rồi nối lên đỉnh. Rồi góc các bạn là góc nằm ở S là CSD. Xong. Ngon lành chưa? Đấy. Tương tự thầy làm một
phép nữa cho các em là SM và SAB. Được chưa nhỉ? SM và SAB. SM đây. SM và thằng SAB. SM là cạnh bên và SAB là mặt đứng rồi, bởi vì nó chứa đường cao SA. Mình cứ nhận ra nó có chứa đường cao là mặt đứng hết. Thì phương pháp từ điểm còn lại là điểm M, kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy mặt đứng, cạnh đáy là AB. SAB mà, thì kẻ từ đây vuông góc vào. Xong chưa? Rồi vuông góc N thì góc các bạn là MSN. Đấy, MSN. Thấy không em? Rồi, xong nhé. Đây là cái loại số 2. Tức là những cái loại này mà các bạn mà đi tìm cái khoảng cách lúc đầu ấy, thì nó rất là khó, nó rất là lâu, nhìn nó khó. Thì các bạn cứ áp dụng đúng công thức của thầy, tự nhiên nó ra. Tự nhiên đời nó nở hoa thôi mà. Nha. Tiếp tục. Góc giữa đường cao và mặt bên. Đường cao và mặt bên nào? Thì đường cao của mình là thằng SA đây này. Người ta hỏi góc giữa SA và SBC là như nào? SBC là mặt bên đấy. Mặt nó nghiêng nghiêng thì ta sẽ gọi nó là mặt bên các em nhé. Thì bây giờ phương pháp cũng như vậy, là từ điểm còn lại kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy, được chưa, của mặt bên, được chưa, của mặt bên nhé, cạnh đáy của mặt bên, của mặt bên, ok nhá, của mặt bên. Thì bây giờ mặt bên của mình là SBC. SBC từ điểm còn lại, giao điểm ở S rồi, điểm còn lại là điểm A, kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy, kẻ vuông góc cạnh đáy là BC rồi, đây rồi, vậy góc luôn luôn nằm ở giao điểm là S, vậy góc các bạn là ASP. Đấy, đối ba điểm ở với nhau ASP. Xong chưa? Tiếp tục này, ví dụ nó hỏi các bạn là tính cho tao góc giữa SA và SCD. SA và SCD ra góc nằm ở S là cái chắc rồi, giao ở S. Từ điểm còn lại là điểm A, kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đạt được mặt là bên SCD là CD, từ A kẻ vuông góc vào đây. Thấy chưa? Các bạn sẽ có đây là góc ASD. Các thằng khác y hệt như vậy. Các bạn đã hiểu cách làm chưa? Hiểu chưa nhỉ? Đấy là công thức. Và các bạn phải làm nhiều các bạn mới nhớ được. Nhớ chưa? Rồi về sau nhìn phát ra luôn. Đầu tiên là góc giữa cạnh bên và mặt đáy nối vào chân đường cao, giao điểm nối vào chân đường cao. Góc giữa cạnh bên và mặt đứng hay là góc giữa đường cao mặt bên, nói chung các trường hợp còn lại là các bạn từ cái điểm còn lại kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng hay mặt bên là xong. Thế nhá. Rồi. Xong chưa? Ok rồi, các bạn comment ok để thầy next sang ví dụ cho các em nào. Ok rồi, comment ok luôn đi. Ok nhá, tức là thầy đã liệt kê hết cho các bạn rồi, hết rồi. Đây, đề thi đại học nó có cái gì là ta quất hết. Không sợ, bởi vì thầy đã lấy thực chiến luôn trong đề thi đại học. Là câu nào, biết hết. Thấy chưa? Biết hết. Từ năm 2018, 2017 là có hết. Thấy không? À, đây lộ trình ôn thi hiệu quả. Đây lộ trình rồi, bao giờ chuyên đề rồi, tổng ôn rồi, luyện đề rồi. Chọn theo đúng lộ trình như này rồi. Thế nhá. Thế bây giờ ta đi vào ví dụ này. Ta đi vào ví dụ. Ví dụ số 1, thầy cho các bạn như sau. Cho hình chóp LABCD có SA vuông góc với đáy ABCD. SA là bằng A căn 2 và ABCD là hình vuông. AB bằng A nhỏ, tính góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Ok, ta sẽ vẽ hình thằng này ra. Rồi, SA bằng A căn 2.
Rồi. AB thì bằng một số 1. Đấy là hình vuông. Đúng không? Người ta hỏi góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. SC mà đấy, SC và ABCD. Nhớ phương pháp không? Mình nhận diện nhé, cái dạng này là dạng nào này? SC thì nó là cạnh bên. Nó không đứng mà. Thẳng đứng mà nó hơi nghiêng nghiêng cạnh bên. Còn mặt phẳng ABCD và mặt đáy, góc giữa cạnh bên và mặt đáy, mặt phẳng đáy, thì các bạn nhớ phương pháp không? Từ giao điểm nối với chân đường cao là xong. Giao điểm ở đâu? Giao điểm ở thằng C này. Thấy chưa? Giao điểm ở C. Nối với chân đường cao là A thôi. Úi dồi, nối vào một phát, ăn tiền luôn. Có phải nghĩ ngợi gì đâu, ăn tiền luôn. Vậy góc các bạn là góc SC và đáy là SC gì? SCA, thế thôi. Nối với chân đường cao mà. Góc giữa SC và đáy. Góc giữa SC và đáy SCA. Thì góc này các bạn tính toán nó như thế nào? Thì mình có NA với góc với đáy. Đây là tam giác vuông rồi. Mà AC là đường chéo hình vuông cũng bằng căn 2. Mà AC là căn 2. SA là cũng là căn 2. Nên đây là tam giác vuông cân. Mà vuông cân là bằng 45 độ. Không phải nghĩ ngợi. Xong. Đáp án vừa chọn là B. Được chưa? Một B luôn. Công thức chưa? Không cần trình bày. Bây giờ là chúng ta lớp 11 là các bạn phải vì ta có SA góc với đáy nên suy ra AC là hình chiếu của SC. Khi AC là hình chiếu của SC thì suy ra góc giữa SC và AC SC bằng mặt ABCD là góc giữa SC và AC là góc SCA. Bắt đầu mình tính toán lâu vãi tè. Thì các bạn không cần phải làm như thế nữa. Bây giờ chúng ta người lớn rồi, là mình quan trọng là ra kết quả như thế nào. Thì bây giờ các bạn phải vệt luôn được cho thầy, dựa trên công thức thầy cho các bạn nhá. Bởi bản chất AC là hình chiếu của SC do SA móc với đáy mà. Rồi, bây giờ mình sang ví dụ số 2. Cho hình chóp SABC có tam giác SAB là tam giác đều cạnh A nhỏ. Tam giác ABC cân tại C, hình chiếu góc của S xuống mặt phẳng ABC là trung điểm của AB. Góc giữa SC và mặt phẳng đáy là bằng 30 độ. Rồi, tính độ dài thằng SC. Rồi. Hình chiếu một góc của S là trung điểm của AB. Vậy phải từ trung điểm các bạn mới cái thẳng đứng lên đấy nhá. A này. B này. H này, C. Rồi. Ok. Thì bây giờ người ta hỏi các bạn là góc giữa cho SC và đáy là bằng 30 độ. SC và đáy. Nào, góc giữa SC và đáy, SC và mặt đáy là ABC. Các bạn nhận ra ngay giao điểm của mình chỗ này là chính là điểm gì em? Điểm C. Vậy góc giữa SC và đáy thì các bạn nhớ công thức không? Có cạnh bên. Cạnh bên mà đáy, đây là cạnh bên này. Cạnh bên này. Đây là mặt đáy này. Góc giữa cạnh bên mặt đáy thì thầy dặn là nối vào đâu? Nối vào chân đường cao, đúng không em? Chân đường cao là thằng nào? Là thằng H, chứ không phải thằng A đâu nhá. Đấy là thằng H. Ok chưa? Là thằng H. Rồi vậy các bạn sẽ có là SC gì? SCH. SCH. Góc này thì đề bài cho các bạn là bằng 30 độ. Đúng không? Và người ta hỏi các bạn SC bằng bao nhiêu? Khi biết SAB là một tam giác đều. Ok, SAB là tam giác đều. Khi SAB tam giác đều thì các bạn sẽ ra ngay SH là đường cao cho nó đều. Các bạn nhớ luôn công thức giúp thầy, đỡ phải đi Pythagore lần sau. Nhớ cái này. Đường cao trong tam giác đều. Được chưa? Công thức nó bằng là cạnh A nhân căn 3 và chia 2. Cạnh nhân căn 3 trên 2. Bởi vì cái này dùng rất nhiều nên các bạn thuộc luôn, không phải đi Pythagore nữa. Rồi, vậy cái cạnh này ấy, là cái cạnh đối diện của góc này, cạnh đối. Các bạn cạnh đối rồi. Mà mình đang cần tính thằng SC là cạnh huyền. Đối với huyền phải dùng gì em? Dùng sin, đúng không đấy? Dùng sin. SHC. Bởi vì SH có góc về đáy. Thì sin của góc SCH đối trên huyền là SH chia cho SC. Suy ra SC các bạn cần tính toán nó bằng là SH chia cho sin góc 30 độ. Mà SH của em vừa tính ra xong là A căn 3 trên 2. Được chưa? Chia cho sin 30 độ là 1 phần 2.
kết quả các bạn sẽ còn là a căn 3. Rồi, a căn 3, làm ăn đi. Các bạn có hiểu cái bài thầy giảng không? Hiểu rồi các bạn comment chữ H2 cho thầy nha. Comment H2 là hiểu rồi, để thầy sang câu ví dụ số 3 nào. H2. Rồi. Mình sang câu ví dụ số 3. Cho hình chóp SABCD. Có đáy là một hình vuông cạnh A nhỏ, ô tâm đáy. Cạnh bên SA bằng 2A nhỏ, vuông góc với mặt đáy. Tính tang góc giữa SO và mặt phẳng ABCD. Rồi, SO và ABCD. Ờ, SO và mặt phẳng ABCD. Các bạn cùng nhìn nhá, SO và ABCD. Mình phân tích cái bài này một chút, SO này và ABCD. Thì em thấy ngay ấy. Từ tâm O. Ờ, bài này có gì nó sai sai các bạn. À, bài này thầy vẽ bị nhầm rồi. Bởi vì nó cho các bạn không phải chóp đều mà là SA một góc với đáy. À, SA một góc với đáy. Đúng không? Thầy lại vẽ nhầm sang chóp đều. Ok, vẽ lại cái. Vẽ lại cái. Rồi, vậy nhìn này là được rồi. Đỡ phần nối. Thì ở đây các bạn sẽ nhận ra SO vào mặt phẳng ABCD. Thì cạnh bên vào đáy thì các bạn nối vào thằng A là SOA. Đúng không? SOA. Thì SA các bạn là bằng 2. Còn AO các bạn là nửa đường chéo. Đúng không em? Nửa đường chéo. Thì ở đây mình sẽ phân tích. SA là bằng 2 này. AO đấy là nửa đường chéo. Hình vuông cạnh là A nhỏ. Nên nửa đường chéo là cạnh nhân căn 2 trên 2. Đúng không? Cạnh là A này, nhân căn 2 và chia cho 2. Vậy ở đây chúng ta biết được cạnh đối và cạnh kề. Đối diện này, đây cạnh kề này. Góc vuông đây mà. Đối và kề các bạn dùng gì thôi? Dùng tang thôi. Đối trên kề. SA chia cho AO. Vậy thì nó bằng là 2A chia cho A căn 2 trên 2. Rồi kết quả các bạn là 2 căn 2. Nhá, 2 căn 2. Đáp án này. Rồi, đáp án này. Xong. Câu 4 nào. Câu 4. Có sao nhiều ví dụ nhỉ? À, và hai ví dụ nữa là hết rồi. Câu 4. Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD.
Ok. Rồi nhá. AB bằng A nhỏ này. SC bằng mặt phẳng SAB đúng không? Thì mình phân tích ra luôn SC đây. SC và SAB, ừ, và SAB. Rồi, SC và SAB. Thì các bạn phân tích SC của mình ấy, chỗ này nó là cạnh bên. SAB của các bạn ấy nó chứa SA là đường cao nên nó gọi là mặt đứng. À, góc giữa cạnh bên và mặt đứng, cái phương pháp thầy chỉ cho các em là gì? Là từ điểm còn lại kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng, đúng không? Đây, phương pháp đâu? Cạnh bên và mặt đứng. Từ điểm còn lại kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng là xong. Vậy ở đây mình phát hiện ra cái giao điểm của bài này là S, góc cho nó nằm ở S rồi. Điểm còn lại điểm C, kẻ vuông góc với cạnh đáy, nó chính là từ C các bạn kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy là AB. Vậy góc các bạn là CSB. Được chưa? CSB. Đấy, góc luôn nó nằm ở giao điểm. Ok, thì bây giờ ấy là khi BC vuông góc với mặt phẳng SAB rồi. Thì các bạn biết ngay, nên biết luôn chỗ này luôn luôn là một góc vuông. Chỗ này là một góc vuông do BC của các em ấy nó vuông góc với SAB mà. Đúng không? Vuông góc với SA và vuông góc với AB. Nên BC của các bạn lúc này auto vuông góc với SB rồi. Đấy, nên góc vuông và các bạn phải nhận ra được góc vuông này. Thì các bạn sẽ tan góc vuông thôi để các bạn tính toán. Trong tan góc vuông SBC. Rồi, tính cái góc này ra là thầy tính tan của góc này CFB. Đối trên huyền à, đối trên kề là BC, đang là cái đối trên kề BC, trên kề là SB, góc vuông các bạn thấy không, vuông ở B này, đối là BC, kề là SB, mà BC các bạn ấy nó bằng là A nhỏ, SB bằng bao nhiêu, SB bằng bao nhiêu thì em phải đi Pythagore thôi. SB của mình Pythagore trong tan góc vuông SBA thì SB bằng SA bình cộng AB bình, được chưa, căn của SA bình cộng AB bình bằng A này chia cho chỗ này là căn của SA là A bình cộng với cả A bình, đúng không? Kết quả các bạn sẽ còn là A chia cho A căn 2, kết quả là 1 trên căn 2. Vậy suy ra CSB các bạn sẽ bằng là áp tan shift tan ấy của 1 trên căn 2. Rồi, đáp án tôi chọn là đi. Ôi dồi ôi, học online mà còn xin phép đi vệ sinh, phải đi bố đi. Dở hơi. Bốn đề. Đấy, các bạn thấy công thức nó gọn lẹ. Từ điểm còn lại, kẻ đứng vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Thế là xong. Thầy gửi file từ bài 2 đi á. File có hết trên app rồi. Thầy cần gì phải gửi. Cái bọn này chẳng chịu xem gì cả. Chắc không làm bài trên app mà không biết rồi. Đây, thầy dạy hướng dẫn học rồi còn đâu. Đây. Đúng không? File, à chết rồi. Cái tài khoản này nó lại không có ấy. Đây là tài khoản test của thầy. Tài khoản test nó lại không có bài trên này. Tài khoản test rồi. Chung là bên cạnh ấy nó cái nút 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 đăng nhập à, nút nút tải file đề đấy, ở cạnh cái phần nút video ấy. Rồi, ví dụ số 5. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là một tam giác đều cạnh A nhỏ. Được chưa? Mai có lại được không? Được. Mai có lại. Nên con buổi sáng nhé, buổi tối thì xóa bố mất rồi. Cho hình chóp SABC của đáy ABC làm tam giác đều cạnh A nhỏ, cạnh bên SA là bằng 2A nhỏ và nó vuông góc với đáy. Tính sin góc giữa S
C và SAB. Đấy, C và SAB. Ok. Ta sẽ có. Đấy là tóc đều đúng không? Tập trung cái công thức nha. Cứ dùng công thức của thầy mà phang thôi. Phải tập trung, không các bạn cứ lơ lơ mà màng lại nhìn tin nhắn của thằng người yêu hay con người yêu trên mẹ rồi. Rồi, S, A, B, C. SA thì bằng 2 nhỏ. Ta bắt đều gạch A nhỏ bằng 1 hết. Tính sin góc giữa SC và SAB. SC và SAB. Nào, mình phân tích SC và SAB nhá. Giao điểm là mặt S rồi. Đúng không? SC của mình ấy, chỗ này mình biết ngay là cạnh bên. SAB ấy, nó là mặt mặt đứng. Bởi vì nó chứa đường cao SA. Được chưa? Thì cái phương pháp là gì? Phương pháp từ điểm còn lại, không phải giao điểm, từ điểm còn lại, cái điểm này không phải giao điểm nhé, khác giao điểm, kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng là xong rồi. Từ C thì kẻ một đường vuông góc đây nhé, ở đây mình sẽ có giao điểm ấy nó nằm ở S rồi, vậy điểm khác nó sẽ điểm C, SC mà vào đáy. À, mà mặt SAB thì từ C kẻ một đường vuông góc với cả cạnh đáy của mặt đứng, cạnh đáy của mặt đứng là cạnh AB, vậy từ C kẻ vuông góc vào đây mà đáy là tam giác đều nên kẻ vuông góc vào nó phải rơi vào đâu, nó rơi vào trung điểm của AB, trung điểm M của AB, nhớ chưa, trung điểm M của AB để đây tam giác đều mà. Rồi nhá, thì góc các bạn là góc gì em, nối vào đây thôi, với thằng vậy góc luôn nằm ở S CSM đúng không, góc vuông luôn để CM vuông góc với AB, được chưa, nên suy ra các bạn có là CSM. Tính CSM ra kiểu gì, lại kẻ vuông góc vào rồi. Và tại sao CM lại vuông góc với cái thằng này nhá, vuông góc với cả SM nha, bởi vì nó vuông góc với SA, SAB, do vuông góc với SA này và vuông góc với thằng gì em, AB, thì nó vuông góc với cả SM thôi, trong mặt phẳng này thôi, nên nó tam giác vuông. Thì bây giờ để tính được góc này ấy, thì các bạn bám vào tam giác vuông SMC. SMC thì em cần phải ra hai cạnh cho thầy. Thứ nhất là em có được cái cạnh đáy CM rồi, cạnh đáy chỗ này các bạn tính được ngay, nó là đường cao. CM của chúng ta chỗ này nó bằng là đường cao cho mắt đều là căn 3 trên 2, cạnh như căn 3 trên 2, cạnh là bằng 1 rồi. Thứ hai các bạn sẽ tính được cái thằng SM, tính là SM, SM ở đây, SM, SM của các bạn tính theo Pythagore trong tam giác vuông SAM, thì SM các bạn ấy nó bằng căn bậc 2 của SA bình cộng AM bình. Mà ở đây SA các bạn là bằng 2. AM các bạn là gì? AM là bằng nửa AB thôi. AB là bằng 1 đúng không? Nên AM là 1/2. Rồi. Vậy chỗ này là căn 17 trên 2. Căn 17 trên 2. Xong đây SM. Vậy đến đây thầy tính trong tam giác vuông SMC thì các bạn có được CM là đối, còn SM là kề. Đối và kề thì dùng gì thôi? Dùng tan. CSM. Đối là CM, mà kề là SM. Vậy thì các bạn lấy hai ông này chia cho nhau. CM trên SM. Các bạn sẽ có là căn 3 chia cho căn 17. Được chưa? 13, 21 thì là 51 trên 17. Ok. Nhưng mà người ta đã hỏi các bạn cái gì cơ? Sin cơ, không hỏi tan. Tan thì các bạn có được căn 51 trên 17 thì nó đáp án B rồi. Nhưng mà nó hỏi là sin. Đúng không? Sin.
xin đi học đối trên Huyền thì các bạn phải tính được SC thôi. À, từ hai hôm này các bạn ra được SC thôi. Đối với Huyền phải dùng xin SC. Ra góc vuông này này. Xin. Thì các bạn tính được SC thôi thầy. Pythagore thôi. SC các bạn sẽ bằng gì? Bằng SM bình cộng MC bình. Ok. Rồi, 17 cộng 3 là bao nhiêu? 17 cộng 3 là 20 rồi. Căn 20 chia cho chỗ này là chia cho 4. Căn 20 trên 4 là căn 5. Được chưa? Căn 5. Vậy thì sin của góc CSM. À, sin học đối trên Huyền. Đối là MC. Đối là MC. Huyền là SC. Mà MC trên SC các bạn ấy có sẽ có là bao nhiêu? Căn 3 trên 2 chia cho căn 5 là căn 15 trên 10. Rồi, đáp án có chọn là D. Rồi, thầy kết thúc bài toán. Đấy, xin đi học đối trên Huyền. Em cái này không mơ uống cà phê khi giảng á, căn bản nó hết cà phê nên đây là uống nước lọc. À, thấy nước lọc không? Nước lọc. Ủa? Sao lại A mà? Xin đi học đối trên Huyền mà. Đối là MC, là căn 3 trên 2. Chia cho Huyền là SC, cả là căn 5 nữa còn gì nữa. Đúng không? D nhá. Thế mà thầy vẫn trụ được á? Bởi vì thầy khỏe em ơi. Thầy khỏe em ơi. Các bạn nữ nào mà về sau yêu thầy thì có sướng thôi. Vậy là các bạn phải gọi là thầy đạt khỏe khoắn. Xin đi học mà, đối trên Huyền mà, đối trên Huyền phải là gì? CM. Đúng không? Chia cho SC. Hay MC trên SC chứ. Đối. Sợ đối là SM. Góc này là góc S mà. Đối diện của góc S phải là thằng CM chứ. Ngáo à. Ây giời. Rồi, bây giờ thầy sang bài số 7 nhé. Góc giữa hai mặt phẳng. Góc hai mặt phẳng. Về mắt. À, phải nói cho các bạn thêm cái này một chút. Là gì? Là cái combo ấy. Combo ba khóa. Ba khóa đang được giảm. Ba khóa của thầy đang được ưu đãi 60% ấy nhá. 60%. Còn mấy hôm nữa các bạn nhớ đăng ký sớm. Rồi.
Đăng ký luôn. Đỡ bị thiệt. Về sau. Học sớm, đỗ sớm. Rồi. Đấy, các bạn đăng ký học cùng Đạt, thầy Đạt khỏe khoắn thì các bạn click vào cái link phía dưới. Rồi, nạp pin đi nhỉ. Rồi. À, cũng hơi mệt mệt đấy. Để thầy xem là có cái gì hay hay không. À. Đây em à. Chị đi mua nước tương rồi về ngay. Dạ. Này chị bán chủ kia, đi đâu đó? Đi siêu thị chi vậy? Em muốn cacao nóng, pha cacao cho em. Lát nữa giờ chị pha cho ha. Nhưng giờ em muốn uống, không là em sẽ mắc mẹ, pha liền đi. Chị biết rồi. Heidi à, sắp tới giờ ăn tối rồi, uống cacao là sao? Xin em muốn uống không hả? Muốn. Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy lời em hát ai nghe liệu thấu chân trong lòng nhớ những nhớ thương em dành thế sau này chẳng thấy chẳng tìm ngày em mới được nghĩ suy thêm nhiều khó khăn lời em hát ai nghe liệu me there. Alo alo. Bị câm bị câm bị câm. Rồi, thôi, vào học thôi, vào học nha, tiếp tục nha, bài 7 nhá. Thôi các bạn đừng có rủ thầy xem mấy cái này nữa. Mấy cái đấy nó vô bổ lắm. Đấy, nó vô bổ lắm. Cứ rủ thầy, thầy thích. Nào. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Góc giữa hai mặt phẳng này. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ góc giữa hai mặt phẳng ấy là theo định nghĩa. Đấy, góc người ta sẽ luôn luôn quy ước là góc lớn hơn là bằng 0 hoặc nhỏ hơn là bằng 90 độ. Thì bây giờ
Học nào. Thế bây giờ các bạn có hai mặt phẳng PQ nó như quyển vở kìa, nó mở ra. Muốn tìm góc ra hai mặt phẳng này, các bạn sẽ tìm ra hai cái đường nó cùng vuông góc với mặt phẳng P và cùng vuông góc với mặt phẳng Q, là hai đường A và B. Thì góc giữa A và B lúc này nó chính là góc giữa hai mặt phẳng P và Q luôn. Được chưa? Thế là xong nhá. Rồi. Rồi cách số 2 là cách tổng quát hơn, đó là gì? Đây. Để xác định được góc giữa hai mặt phẳng P và Q, các bạn đầu tiên là xác định cái giao tuyến chung đã. Giao tuyến chung. Đấy, giao tuyến chung. Sau đó các bạn sẽ tìm cho thầy một cái đường thẳng P nằm trong mặt phẳng P, đường thẳng Q nằm trong mặt phẳng Q, nó vuông góc với cả cái đường giao tuyến chung C này. Nếu như ở đây mà nó cùng góc với C rồi thì suy ra góc giữa hai cái mặt phẳng P và Q là góc giữa hai đường P và Q luôn. Thế là xong. Nhá. Và cách số 3 là các bạn sử dụng về hình chiếu. Về hình chiếu ở đây thì các bạn sẽ tính được diện tích của mặt trên và diện tích của mặt dưới. Thì suy ra cái diện tích của cái mặt phía dưới nó bằng diện tích mặt trên nhân cos alpha. Thì cos alpha các bạn sẽ bằng là cos của góc giữa hai mặt phẳng bằng diện tích của dưới chia trên. Thì cái phần diện tích này ít khi các bạn sử dụng lắm nhá. Nên thầy vẫn phải hướng dẫn cho các bạn lý thuyết. Ở đây thầy sẽ nói cho các bạn một vài trường hợp hay gặp này. Đây rồi. Đấy, nhớ nhá, nhớ là phải gì? Nốt nó lại cho thầy và vỡ. Thì cái mà thầy cần các bạn nhớ nhất là thằng này, là cái thằng này, góc giữa mặt bên và mặt đáy. Mặt bên và mặt đáy. Góc giữa mặt bên và mặt đáy. Các bạn nhớ thằng này cho thầy thôi. Ví dụ thầy cho các bạn giống như cái các thằng trên, là cho hình chóp ABCD. SA vuông góc với mặt đáy và ABCD là hình chữ nhật. À, hình vuông đi, ABCD là hình vuông. Người ta muốn tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy. Đây là cái trường hợp góc giữa hai mặt phẳng hay hỏi nhất luôn, là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Còn đối với các trường hợp khác thì khuyên thật các bạn luôn là khi nó rơi vào các trường hợp khác thì những bạn nào đã mất góc hình không gian rồi ấy, mất góc hình không gian và mất góc hình phẳng luôn rồi ấy, thì thực ra là để mà giảng cho các bạn hình phẳng ở trong những cái bài toán loại khác thì nó rất là mất thời gian. Và nếu như các bạn mà cứ xoáy vào trong cái phần góc mà ví dụ là góc giữa hai mặt bên chẳng hạn như thế, thì các bạn phải xử lý cái yếu tố hình phẳng rất là tốt. Mà nếu như các bạn xử lý hình phẳng thì nó bị quá mất thời gian so với cả việc là các bạn dùng cái phương pháp giải nhanh ở học kỳ 2 của thầy. Nên lời khuyên của thầy là cái gì mà dùng được hình không gian được nhanh thì các bạn nên áp dụng. Còn nếu mà mình dùng hình không gian thuần túy và mà nó bị chậm thì thôi mình không nên dùng, mình dùng cái phương pháp khác. Nhưng may mắn là đề thi đại học nó hoàn toàn hỏi các bạn dạng 1 là dạng đầu tiên nha. Thì bây giờ như sau, xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy. Bước 1 là xác định giao tuyến của mặt bên và mặt đáy. Được chưa? Xác định giao tuyến của mặt bên và mặt đáy. Bước 2 là từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến, sau đó nối lên đỉnh S là xong. Đấy, từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung và nối lên đỉnh đỉnh S. Thì cụ thể nó như sau. Ví dụ người ta hỏi các bạn là góc giữa SBC và mặt phẳng ABCD. SBC đây. SBC. Được chưa? SBC. Góc giữa SBC và mặt phẳng ABCD thì xác định như thế nào? ABCD là cái mặt đáy ở phía dưới thế này. Đấy, mặt đáy. Rồi, bước 1 xác định giao tuyến chung. Các bạn thấy ngay là hai cái mặt phẳng này có điểm chung là gì? SBC và ABCD. Thì giao tuyến chung của nó chính là thằng BC. Có đúng không? Là thằng BC. Bước 1 xác định giao tuyến chung BC. Đó. Bước 2, từ chân đường cao là từ A kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung là vuông góc với BC, rồi nối lên đỉnh S là nối lên đỉnh S đây. Đã thấy không? Nối lên đỉnh S thì góc các bạn đây ABS. Thấy chưa? ABS. Đấy. Góc nó nằm ở chỗ cái đoạn vuông góc với cả giao tuyến chung ấy. Hai bước nha. Bước 1 xác định giao tuyến chung này là BC. Bước 2 thì theo chiều mũi tên, các bạn thấy mũi tên không? Kẻ vuông góc với giao tuyến chung và nối lên đỉnh.
cái mũi tên của thầy ghi không? Quá cẩn thận luôn. Không, các bạn không hiểu mũi tên nó nằm ở đâu. Tiếp tục, thầy cho các bạn một ví dụ khác. Là góc giữa SCD và mặt phẳng SCD đây. Và mặt phẳng ABCD. Giao tuyến chung là CD. Bước 1, từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung là vuông góc với CD ở đây rồi. Rồi, nối đỉnh, mũi tên này, nối đỉnh S. Rồi, góc các bạn là một góc D. Xong, hết bài. Easy chưa? Rồi, quất ví dụ luôn nhá. Quất ví dụ luôn này. Quất ví dụ luôn. Cho hình chóp SABC. SA vuông góc với đáy ABC và AB vuông góc với BC. Gọi Y là trung điểm của BC. Góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC là góc nào? Đó. Rồi, AB vuông góc BC này. Có Y là trung điểm của BC. Rồi, góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC là bao nhiêu? Ok chưa? SBC và ABC. Nào, góc giữa SBC và ABC, mặt bên mặt đáy, bước 1 xác định giao tuyến chung là BC. Các bạn thấy không? SBC và ABC. Rồi. Bước 1 xác định giao tuyến chung là BC. Bước 2, từ chân đường cao là từ A kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung. Vuông ở đây là vuông tại B rồi. Và nối lên đỉnh S. Xác định S. Vậy mũi tên ở đây 1 phát, 2 phát, thấy chưa? 1 nhỏ, 2 nhỏ, 2 nét phát xong luôn. Vậy góc các bạn là SBA. Dễ hiểu không? SBA quất luôn đáp án A. Ngon luôn nhá. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sang câu ví dụ số 2. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. ABCD là hình chữ nhật tâm O. Rồi. SA vuông góc với đáy. Rồi, SA thì bằng 2A nhỏ. Được chưa? Alpha là góc giữa SABCD với cả SBD. Ừ. Thì khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? SAB vuông góc với cả SAD. Mẹ đúng rồi, bởi vì AB vuông góc với cả thằng SAD này. Nó vuông góc với hai đường đó, đường SA và đường AD đúng không? Khẳng định đúng rồi. Không chọn cái thằng A được đâu nhá. Rồi, tiếp tục. SAC vuông góc với ABCD. Cái này đúng rồi, bởi vì SA của mình vuông góc với ABCD lù lù ở đấy đúng không? Đúng nốt rồi. Bây giờ còn mỗi hai đáp án là đáp án C và đáp án D thôi. C và D bây giờ mình tính toán. Góc alpha này bằng bao nhiêu? Alpha là góc giữa SBD và ABCD, góc giữa mặt bên và mặt đáy. Mặt bên và mặt đáy giao tuyến chung SBD, nó là ông BD rồi. Đúng không? BD, mình nhìn ra ngay. BD. Rồi, bước 1 xác định giao tuyến chung. Bước 2, từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung. Ở đây chúng ta sẽ có khoanh từ A đến BD. Đây rồi. AH.
được chưa? Phần nối ending. Đấy. Một phát, hai phát, được chưa? Từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung và nối lên đỉnh. Cho các bạn là SHA. Ok. Góc này thì các bạn biết cạnh SA rồi, cạnh đối diện thôi. Cạnh đối này. Còn AH biết rồi, cạnh kề này. Đối với kề dùng gì thôi? Dùng tang thôi đúng không? Vậy thì tang của góc alpha chỗ này đối trên kề là SA trên AH. 2 chia cho AH của các bạn là bao nhiêu? 2 trên căn 5. Để bài cho rồi. Thì kết quả của các bạn là còn căn 5 thôi. Tăng alpha là căn 5 đúng rồi. Còn mỗi đáp án D, SOA là sai rồi. Hết bài. 2D. Rồi, thầy tiếp tục. Câu số 3. Cho hình lập phương ABCD, A', B', C', D' đây. Gọi alpha là góc giữa hai mặt phẳng A1, D1, CB và ABCD. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng. Hình lập phương đúng không? Ok, thầy sẽ lấy cái hình lập phương trên đi, thầy quất xuống ở dưới. Rồi, A1 A1, D1, BC. Rồi, và mặt phẳng ABCD. Mặt B ngoài đáy giao tuyến chung là BC rồi. Đúng không? Giao tuyến chung là BC rồi. Rồi, giao tuyến chung là BC. Phương pháp là từ chân đường cao. Chân đường cao các bạn lấy A cũng được, mà lấy D cũng được. Từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung. Bằng vuông góc ở đây là vuông góc tại B rồi. Bằng nối lên đỉnh. A phải. Đấy. Các bạn đã xong. Đó là A1, B, A. Chân đường cao kẻ vuông góc với giao tuyến chung. Bằng nối lên đỉnh. Rồi, góc này thì các bạn biết ngay nó là 45 độ. Được chưa? 45 độ xong phim đáp án A. Góc vuông cân mà. À nhá. Rồi. Câu 4. Cho hình chóp SABC có đáy là một tam giác đều. Cạnh là A nhỏ. Rồi. SA vuông góc với đáy. Rồi. SA bằng căn 3. Sin của góc giữa SBC và ABC là gì? Còn lại là mặt bên bằng mặt đáy, giao tuyến chung là BC này. SBC và ABC. Các em nhận ra ngay, giao tuyến chung là BC. Phương pháp từ chân đường cao từ A kẻ vuông góc với giao tuyến chung. Đáy A tam giác đều nên đâm ra kẻ vuông góc với nó phải rơi vào đây. Và nối lên đỉnh S thôi. Xong. Các bạn là SMA. Thì không vẽ nét đất nữa nhé. Tính luôn này. AM là đường cao trong góc đều, công thức thầy nói lúc nãy rồi là căn 3 trên 2. Cạnh bằng 1 mà. Cạnh như căn 3 trên 2. Vậy thì đối trên kề thôi. Tang alpha là đối là SA trên kề là thằng AM. Là căn 3 chia căn 3 trên 2. Quả bằng số 2. Người ta hỏi sin à? Ui, toàn đi tính tan. Hỏi sin. Hỏi sin thì tính sin. Ừ. SM đó, bằng căn của SA bình cộng với cả AM bình. 3 này, cộng 3 phần 4. Chỗ này là 12, 15, căn 15 trên 2. Vậy sin của góc alpha, sin đi học đối trên huyền là SA, chia cho SM. Căn 3 trên căn 15 trên 2. Được
tức là 2 cân 5 trên 5. Các bạn đi. Tính xin nhá. Rồi, câu cuối nào. Quân nói câu cuối nào. À, xong câu này. Chúng ta lên giường đi ngủ thôi. Cho anh chóp tứ giác đều SABCD. Rồi, tứ giác đều SABCD. Chúng ta nghe kỹ phương pháp nhé. Đấy, cạnh đáy là bằng A. Chiều cao anh chóp là căn 3 trên 2. Ok, SO các bạn là căn 3 trên 2. Ok, bây giờ người ta hỏi các bạn là góc giữa mặt bên và mặt đáy là bao nhiêu? Mặt bên các bạn lấy mặt nào cũng được, cứ quất, ví dụ mặt quất SCD đi. Bởi vì mặt bên của chóp đều nó đều giống nhau. Và đáy đúng không? Đáy ABCD thì giao tuyến chung là gì? À, nhìn ra ngay là SC. Phương pháp từ chân đường cao và từ O kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung thì nó vuông ở đây song song với BC rồi. Đúng không? Và nối lên đỉnh. Đỉnh là đỉnh S. Xong phim. Góc SMO. Góc này SCD và đáy ABCD. Nó là SMO. Rồi, vậy thì đối trên kề là xong. Đúng không? Tang của góc alpha đi. Nó sẽ bằng là đối là SO trên kề là OM đấy. SO là chiều cao là căn 3 trên 2. OM các bạn là bao nhiêu? Là nửa BC thôi. Là A trên 2. Đấy là cạnh A mà. Kết quả các bạn sẽ còn là căn 3. Và alpha sẽ bằng 6 sỏi. Hết bài. Đáp án C nha. Thế rồi. À, tuyên dương các bạn giờ này vẫn đang ngồi học bài. Rất tốt. Đáng là các bạn là có thể ngồi xem phim rồi đấy. Nhưng các bạn vẫn ngồi học bài với thầy. Thầy rất là đáng khen ngợi các bạn. Khen ngợi. Rồi, hôm nay cũng là buổi cuối cùng ở trong cái khóa lấy góc không gian của chúng ta rồi. Hy vọng là sau 5 buổi của chúng ta là các bạn đã nắm được cái phần cơ bản nhất của hình không gian để các bạn ứng dụng lên cái phần hình không gian lớp 12. Còn các bạn mà muốn học tiếp tục hình không gian lớp 12 với thầy và các cái phần trường đại số, đúng không? Và những cái gì mà chúng ta sắp kiểm tra đầu lớp 12 ấy, kiểm tra gọi là chất lượng đầu năm ấy, thì những cái đấy thầy cũng đã chuẩn bị cho các bạn ở trong cái khóa S1 rồi, cái link ở phía dưới cho các bạn. Đấy, khóa S1 thì các bạn đăng ký lẻ 800.000, S2 800.000, S3 800.000, ra 2.4 triệu, nhưng mà đợt này các bạn đăng ký thì còn giảm 60%. Đấy, 60% so với bình thường là 50% và 800.000 một khóa. Bây giờ nếu mà các bạn đăng ký 3 khóa là 60% cơ, là còn có 1.999.000 cho đẹp nha. Rồi, siêu rẻ rồi. Ok chưa? Và các bạn mà đợi ra khóa S2, S3 ấy, có một cái ưu đãi khóa S2, S3 ấy, thì các bạn phải đợi đến tháng sau sẽ có một cái ưu đãi nho nhỏ S2, S3 cho các bạn. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ không thể ưu đãi được bằng việc các bạn sở hữu luôn combo 3 khóa cả.
lời khuyên của thầy thì các bạn vẫn nên sử dụng cả combo 3 khóa để các bạn có một cái nền tảng nó tốt. Nhá nhá. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhờ. Thôi chào các em nhá. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và chúc các bạn ngủ ngon. Chào nhau một cái nào. Chào nhau nè. Và chúc ngủ ngon nhau đi. Chúc ngủ ngon nhá. Chúc ngủ ngon Trường Tuân nhá. Chúc ngủ ngon Nguyễn Tài, Nguyễn Thư nhá. Chúc ngủ ngon Hà Trân. Chúc ngủ ngon Thanh Nhàn. Chúc ngủ ngon các bạn. Bye bye.